Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của nhân loại. Ý nghĩa thực sự của nhân loại là gì? Nhân loại là những con người chủng tộc, trong đó bao gồm tất cả những trên trái đất. Từ nhân loại là tiếng Latin humanitas, cho con người thiên nhiên lòng tốt. Nhân loại bao gồm tất cả các con người, nhưng nó cũng có thể đề cập đến những tình cảm tốt đẹp mà con người thường dành cho nhau. Vai trò của nhân loại là gì? Nhân loại là những có nghĩa là chăm sóc và giúp đỡ người khác bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào có thể. Nhân loại có nghĩa là giúp đỡ người khác vào những lúc họ cần sự giúp đỡ đó nhất. Nhân loại có nghĩa là quên đi những lợi ích ích kỷ của chúng ta vào những lúc người khác cần sự giúp đỡ của chúng ta. Nhân loại có nghĩa là mở rộng tình yêu vô điều kiện đến một sinh vật trên trái đất. Làm thế nào để bạn thể hiện nhân loại? Thể hiện lòng biết ơn, một lời cảm ơn đơn giản, một ghi chú hoặc thậm chí là một nụ cười sẽ đi một chặng đường dài khi mọi người cố gắng để phù hợp hơn và nhiều hơn trong mỗi ngày 24 giờ. Thể hiện lòng biết ơn với bất cứ ai chứng minh nhân loại với bạn. Điều đó bao gồm các cộng sự của bạn. Triết lý của nhân loại là gì? Nhiều ngành khoa học nghiên cứu con người, nhưng mỗi người trong số họ làm như vậy từ gốc độ riêng của nó. Triết học, nghiên cứu về loài người trong vòng, dựa vào thành tựu của các ngành khoa học khác và tìm kiếm những kiến thức thiết yếu liên kết con người. Chủ nghĩa duy tâm, làm giảm bớt bản chất con người theo nguyên tắc tâm linh. Nhân loại tốt là gì? Lời kêu gọi cao nhất đối với mọi người là phục vụ lợi ích lớn hơn của nhân loại và thế giới. Nhiều người bị cám dỗ, ích kỷ và làm những gì chỉ có lợi cho bản thân. Tuy nhiên, con người cũng có một bản năng vị tha, lấp đầy chúng ta với cảm giác thỏa mãn khi chúng ta có thể giúp đỡ người khác. Bạn có thể mất nhân tính của bạn không? Mất của nhân loại. Một con người xảy ra khi tình yêu và sự tôn trọng đối với con người đồng chuyển sang ghét và khinh miệt đối với toàn bộ nhóm. Người ta có thể mất nhân loại, nhân tính trong nhiều bối cảnh khác nhau. Bất cứ ai chứa chấp sự ghét bỏ hoặc khinh miệt đối với đồng loại trên cơ sở màu da hoặc dân tộc đã mất đi nhân tính của mình. Hành vi của nhân loại là gì? Một hành động duy nhất của vài người, lớn hay nhỏ, một nụ cười chào đón hoặc một bàn tay giúp đỡ, một thức uống nước hoặc hỗ trợ cảm xúc sau khi vượt qua nguy hiểm, hoặc chỉ đơn giản là giúp đỡ một đứa trẻ xuống tàu, có thể đi một chặng đường dài hướng tới việc giúp đỡ một đứa trẻ bị nạn hoặc người di cư để đến một nơi xa lạ, đói, lạnh, sơ, hoặc. Nhân loại có nghĩa là gì? Nhân loại là con người chủng tộc, trong đó bao gồm tất cả mọi người trên trái đất. Đó cũng là một từ để chỉ những phẩm chất làm nên con người chúng ta, như khả năng yêu thương và có lòng trắc ẩn, sáng tạo không phải là người máy và người hoàn người ngoài hành tinh. Khi mọi người xin tiền để giúp nuôi trẻ đói, chúng sẽ hấp dẫn ý thức của con người bạn. Tại sao nhân loại lại quan trọng trong cuộc sống của chúng ta? Nhân loại như loài, điều này chủ yếu là do trí thông minh của chúng ta đã liên tục phát minh và triển khai các công cụ và công nghệ có nghĩa là chúng ta đã thống trị trái đất. Và trí tưởng tượng của chúng ta đã hình thành ý nghĩa tôn giáo và chính trị xung quanh việc chúng ta hình thành lợi ích cạnh tranh và các phong trào xã hội. Sức mạnh của nhân loại là gì? Các sức mạnh của nhân loại là sức mạnh của sự cam kết cá nhân và sức mạnh của hành động tập thể. Cả hai phải được huy động để giảm bớt đau khổ, đảm bảo tôn trọng phẩm giá con người và cuối cùng tạo ra một xã hội nhân văn hơn. Có gì là nhân văn và ví dụ? Các ngành nhân văn bao gồm nghiên cứu các ngôn ngữ cổ đại và hiện đại, văn học, triết học, lịch sử, khảo cổ học, nhân chủng học,
địa lý của con người, luật pháp, chính trị, tôn giáo và nghệ thuật. Một số trường trung học cung cấp các lớp học nhân văn, thường bao gồm văn học, nghiên cứu toàn bộ và nghệ thuật. Làm thế nào để chúng ta nghiên cứu nhân văn? Làm thế nào để thành công trong nhân văn? Thứ nhất, đọc tất cả thơ nhiều lần. Thứ hai, viết lại. Thứ ba, hãy chắc chắn để ghi chú khi bạn đọc. Thứ bốn, tận dụng thời giờ làm việc của giáo sư, hướng dẫn và buổi đánh giá. Thứ năm, đừng lấy điểm và nhận xét quá cá nhân. Thứ sáu, mang sách của bạn đến lớp. Thứ bảy, hãy chắc chắn để chỉnh sửa công việc của bạn. Nhân văn dạy chúng ta điều gì? Các ngành nhân văn dạy cho sinh viên kỹ năng, tư duy sáng tạo, lý luận và cách tốt nhất để đặt câu hỏi. Đây là những kỹ năng cơ bản của chúng ta thực hiện tốt trong tất cả các lĩnh vực, từ nghệ thuật và âm nhạc đến kinh doanh và chính trị. Các nghiên cứu nhân văn cũng dạy chúng ta về các nền văn hóa khác nhau và cách chúng phát triển theo thời gian. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.